Để cho mình với Đức Cung Phan xin chào tất cả mọi người. Ok mọi người, thì ngày hôm nay anh em mình sẽ chia sẻ mọi người một cái vấn đề nữa liên quan cái việc mà chăn nuôi, chăm sóc cho bầy dê Đức của trại. Thì cái việc này nó là cái việc nhỏ thôi nhưng mà nếu như mọi người để ý thì nó rất là cần thiết nha mọi người. Và cái việc đó chính là đây, Lara và em nó đang là mang bầu tháng đầu tiên. Và hôm nay trại sẽ tiến hành bổ sung canxi phọc cho em nó. Thì cái việc mà mình bổ sung cho canxi phọc cho chó bầy dê Đức khi mà nó mang bầu á thì nó rất là quan trọng, tại vì khi mà mình trích cho nó thì nó vừa tốt cho mẹ và nó vừa hấp thụ cho cả con đấy nha mọi người. Và mình tiến hành trích khi mà nó đã mang bầu được 1 tháng thì mình sẽ tiến hành trích. Ok, và bên cạnh mình đây là thằng em út của mình, thì ở trại nó chuyên gia là nó đảm nhiệm cái công việc là nhân phối giống cũng như là tiêm phòng trích ngừa cho các chú chó thay cho bố. Thì ngày hôm nay cậu em mình sẽ tiến hành thực hiện cái việc làm này. Bây giờ chúng ta sẽ đi xem mà video mà trại chia sẻ ngày hôm nay nhé. Ok mọi người, thì trên tay mình đây là lọ thuốc canxi phọc. Cái này thì thuốc này là nó của hãng Bayer và mọi người có thể mua ở những cái tiệm thuốc thú y gần nhà nhé. Và cái công dụng chính của cái thuốc này đó là nó hỗ trợ và bổ sung canxi. Nó ngừa được một số cái bệnh liên quan đến cái việc mà thiếu canxi, bại liệt do thiếu dinh dưỡng của thú nuôi trong cái giai đoạn mà nó mang thai và rối loạn chuyển hóa canxi. Thì cái này thì mọi người có thể xem trên cái bao bì của thuốc về công dụng và chỉ định hướng dẫn sử dụng của thuốc nó có ghi hết ở trong này. Ok, thì bây giờ anh em mình sẽ tiến hành trích đây. Thì cái thuốc này thì mỗi lần trích thì trích bao nhiêu xe em? Mỗi lần em trích là em trích 8 xe, 4 điểm, 2 điểm ở lưng, 2 điểm ở cổ. Trích ở dưới da hết nhá. Bây giờ em rút thuốc nhá. Lara này đợt trước nó đẻ được 8 con của Hilo đẹp lắm nha mọi người. Đợt này thì lại mang bầu tiếp tục 1 tháng rồi. Chúng ta chờ đợi thêm 1 tháng nữa thì sẽ chào đón được những cái thế hệ nữa của Lara và Hilo. Thì mọi người nhớ theo dõi nhé. Em cái lông dài nó rất là đẹp, màu vàng nó rất là tuyệt vời. Rồi, bây giờ em trích 2 điểm ở lưng trước nhá. Rồi, trích đi cho mọi người xem. Ủa, trích cái này là trích dưới da đúng không? Dưới da. Không có là trích. Rồi khi mình chia tiêm như vậy rồi mình cái cách tiêm như thế nào có thể chia sẻ được không? Đây mình gặp một người thôi. Mình phải tiêm ở phép mức dưới da của nó. Nó gọi là chích dưới da mà anh. Rồi coi. Đây. Đó, sụt vô lại, ok. Rồi, sau hai bên là lưng thôi nhá. Để bên hai bên cổ. Sướng, em nói đang sướng. Trong cái thời gian mà chờ đợi thằng em mình nó hút ở trong ở thuốc ra thì mình sẽ chia sẻ thêm cái vấn đề mà tiêm canxi phọc này nó cực kỳ là quan trọng đối với chó nó đang trong cái giai đoạn mà nó mang thai nha mọi người. Nó hỗ trợ xương cốt và hỗ trợ cho cả mẹ và nó hấp thụ được qua tới cả bào thai nữa, thì sau này con chó con nó ra nó sức khỏe. Cái thuốc này thì nói chung là nó sử dụng được cho cả chó con và chó trưởng thành luôn nhé mọi người. Thì đối với chó nhỏ thì mình dùng với cái liều lượng là từ 2 đến 3 c một lần và mình tiêm ở 2 điểm. Mình khi mà mình tiêm xong thì mình kết hợp cho chúng chạy nhảy và tắm nắng vào cái buổi sáng sớm để nó phát huy được cái hiệu quả tốt nhất của thuốc, đó là cái điều tuyệt vời nhất. Cái thuốc này thì cái đặc tính của nó là khi mà mình tiêm vào nó sẽ có một cái cục u nhỏ nhỏ, nhưng mà mọi người không phải lo cái đó đâu nha. Này nó sau 1 tuần là nó sẽ hấp thụ dần dần là nó sẽ hết thôi, không có vấn đề gì hết. Cái nhỏ là nó sẽ hấp thu dần dần đúng không? Đúng rồi. Bây giờ mình lại trích nhé. Ok, và tiến hành 2 mũi tiếp theo nữa, ở 2 điểm nữa là xong. Đây là mình trích cổ đúng không? Trích 2 mũi cổ. Đó thì trại sẽ tiến hành ở 4 điểm, đó là 2 điểm ở lưng và 2 điểm ở cổ. Với liều lượng là 8C. Cái sụt là chứ.
Đó, và khi tiêm mọi người nhớ là mình cắm vào lượt thịt nó rồi thì mọi người bơm từ từ thôi nhá, đừng có vội vàng gì. Xa đều. Ok, xong, vậy là quá trình nó hoàn tất rồi đó mọi người. Ok mọi người, thì đối với chó Bạch Dưới Đức mà trong cái giai đoạn nó đang mang thai á, thì cái việc mà mình hỗ trợ thuốc thang và chế độ dinh dưỡng nó rất cực kỳ là quan trọng nha mọi người. Tại vì trong cái giai đoạn này nó vừa nuôi cơ thể nó và nó vừa nuôi bào thai, thì cái việc mà thiếu hụt dinh dưỡng thì trong cái giai đoạn này nó rất là căng. Thành thử ra là mình nên hỗ trợ thêm số cái loại thuốc, ví dụ như là thuốc sắt, thuốc bổ Cathosa và cái canxi phọc này nó cực kỳ quan trọng. Và bên cạnh đó nữa thì mình sẽ quan sát cái bào thai, cái sự phát triển của bào thai, và bên cạnh đấy thì mình sẽ điều chỉnh về cái lượng chế độ dinh dưỡng, cái lượng thức ăn mình sẽ tăng theo theo cái sự quan sát của cái bào thai nó to hay nhỏ thì mình tăng nhiều hay ít, nó cực kỳ là quan trọng nha mọi người. Ok mọi người, đây là ba bé cái được 35 ngày tuổi nha mọi người. Thì bữa nay trại nhà mình sẽ tiến hành trích vaccine mũi 1 cho 5 bệnh cho ba cháu này đây. Sáng thả ra cho nó chơi tí rồi bắt đầu là tiến hành trích. Lâu lâu được ra ngoài tắm nắng thích lắm, chạy nhảy lung tung hết. Thì bây giờ cậu em mình nó đang tiến hành là trộn vaccine. Thì cái vaccine này nó có hai lọ, một lọ cái lọ nắp trắng là cái lọ nước, còn cái lọ mà nắp xanh là lọ khô. Thì hút qua bên lọ nắp xanh để bắt đầu lắc đều trộn lên. Và cái vaccine này là của hãng Bayer, và mình bảo quản nó trong cái nhiệt độ là từ 2 đến 7 độ C trong tủ lạnh á. Và mình mang ra là mình mang ra khỏi tủ lạnh là mình bụp luôn nha mọi người, chứ để là nó hư á. Bắt đầu chích đấy. Ha ha ha.
nhẹ nhàng như cánh lông hồng. Cái này để được cá số 3 rồi này. Yeah.